Hi, chào nhà mình ha. Thì uh, nay mình đổi góc ra đây. Thì um, sáng nay mình có mấy cái muốn chia sẻ với anh em luôn. Thì um, anh em cũng biết rồi, thời tiết bây giờ rất là khắc nghiệt thì có những con chim của anh em nó đang bị gọi là nó có những nhiều triệu chứng lắm. <laughs> thì uh, mình sẽ kể sơ sơ vài triệu chứng của anh em và anh em chịu khó gắng cố gắng khắc phục ngay chứ mình thì mình chia sẻ hết cách rồi. Chỉ có được là như vậy thôi. Cái đầu tiên đó chính là những anh em đang nuôi chích chè lửa. Thì có nhiều anh em nói nuôi con chiếc chờ lửa nhưng mà lâu ngày thì anh em sẽ nhìn ở trên con mắt của con chim Thì anh em sẽ thấy nó sẽ đỏ và sưng rất là nhiều Thì anh em hỏi mình cái đó là lý do vì sao và trị anh em nhổ khuất nhau mắt được rất là nhiều rồi nhưng mà nó vẫn không hết Anh em biết lý do vì sao anh em nhổ mà nó không hết không? Tại vì anh em làm không đúng cách thôi Đúng cách đó là sao là như thế nào? mà cũng chia sẻ luôn thì à, anh em biết rồi con chim đó thì mình hỏi sơ thì anh em mình sẽ chắc chắn là mình sẽ biết đã à, mình biết nó là cái gì rồi đó chính là anh em cho ăn sâu thì đúng đó, đúng anh em cho ăn sâu đúng không thì à, cái này thì mình mới có kể luôn và chia sẻ luôn anh em ha thì cái này anh em muốn làm hay không thì tùy anh em thôi chứ anh em đừng có nói với mình là ở chỗ tôi không có hả gì thì kia ha thì cái này thì bạn đó đã gặp rồi mình nói thì mình nói chung là mình chia sẻ hết cách rồi mình cũng không có cái nào mà mình 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 biết được làm như thế nào đó chính đó là con chim của anh em á, anh em nuôi con sâu á, thì nó sẽ đi phân rất là nhiều. thì nếu mà anh em muốn cho con chim của mình nó không bị cái hiện tượng đó thì anh em chịu khó ngày nào anh em đổ cái chung sâu ra ngày đó. còn mà nếu mà anh em mà làm biến kiểu giống mình á, mà thả vô sâu mà vô ba bốn ngày một hai một lần á, thì sẽ có cái trường hợp này, đó chính là cái phần phân sâu á, nó vào ở bên trong nói chung mà sâu ăn ị ra đúng không thì con chim nó ăn thì thấy con chim nó ăn thì nó sẽ dính trên mỏ dính trên mỏ sau đó thì nó sẽ quẹt lên trên cái cái cầu à, đúng không một là quẹt cầu hai là thí dụ nó lại nó uống nước hay là kia nọ nó sẽ rơi vào trong nước một cái mỏ nó ướt tiếp tục nó lại qua vậy đó thì nó sẽ dính trên đó mà nó quẹt qua cầu lại thì nước sẽ dính trên đó rồi con chim á nó sẽ dùng chân nó bấu lên cầu đó và khi mà anh em biết rồi con chim nó không có tay để nó gãi này kia nọ và cầu dính như vậy nó sẽ quào 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 và nó sẽ dính ở trên miếng mắt nó từ từ nó sẽ rớt 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 xuống bụi giống như mình á bụi nó vào mắt thì bụi vào mắt là làm gì bụi vào mắt thì lấy tay dụi thôi chứ gì làm gì được nó đâu có biết là đường là nó nó học hết cái đầu vô trong nước đâu nếu mà nó học hết cái đầu vô trong nước á thì sẽ ngập hở nó chết nó không không ngọc làm như vậy được cho nên nó nó dần 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 nó sẽ tích tụ ở bên trong đó và sẽ làm con mắt con chim mình nó đỏ lên và từ 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 sẽ nổi lên thành những hộp ké <laughs> nằm ở bên trong hoặc là ở đâu kia nọ rất là nhiều cái cách để anh em làm không bị nữa đó chính là anh em bỏ sâu luôn anh em đừng chân sâu <laughs> thì mình cũng nói với bạn đó như vậy thì chịu khó ví dụ hiện tại bây giờ đang ăn con sâu gì mà không cần biết con sâu gì chịu khó đổi sang cho mình chứng kiến hoặc là cào cào dễ nhưng mà ngắt một cái bạn này nói với mình là ở chỗ bạn không có mấy món đó Bây giờ phải làm sao <laughs> thì nói chung là giờ thì chỉ có một cách chịu cực chịu khó cho nó ăn sâu rồi vô cám nó giúp mình <laughs> vô nó cám xong rồi bắt đầu ngắt bỏ sâu luôn thì để cho con chim của mình nó từ từ nó không còn dính cái đó và sau đó thì mình phải vệ sinh cái lồng đặc biệt đó chính là cái cầu cái cầu mình chim chịu khó anh em lấy ra anh em lấy bằng chải hay là bùi nhùi gì đó, anh em chạy cho sạch thiệt là sạch giùm mình thì như vậy con chiên của mình nó sẽ không có bị nữa ha <laughs> và cái này nữa thì à, trúng gió cái trúng gió này thì thật sự mà nói á anh em nào có xài thuốc của mình á thì nên sử dụng rất là ok an toàn và có thể là hiệu quả là được trên năm mươi <laughs> ha trên năm mươi chứ mình cũng không dám là ca ngợi nó là năm mươi thì nói chung là chỉ có là cứu rửa sống và chết thôi thì anh mình sẽ cho anh em xem một cái video thì ngày mới ngày hôm qua thôi hiện chiều mình đã tỉnh rồi <laughs> thì nói chung á là mình phát hiện kịp thời thì sẽ cứu sống rất là nhanh còn mình phát hiện trễ thì sẽ không có nào cứu sống được nữa ha cho nên anh em lưu ý với mình còn nếu mà anh em không có điều kiện để mua thuốc á thì anh em sẽ dùng dùng mình đó chính là chạy dầu anh em dùng dầu gì cũng được mình không cần biết là dầu gió dầu cù là hay là dầu gì cũng cũng được anh em đổ hết vô trong cái 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 bố lòng á cho nó xong hơi lên hả rồi đặc biệt một cái anh em đừng bỏ đồ ăn nó không có ăn gì đâu hả thì mình cứ bỏ như vậy mà xong hơi lên xong cho nó cái mùi nó 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 xua đi hết toàn bộ xung quanh đó và trồng bố lòng lại để nơi kính gió chứ không phải là để nơi gió lồng lồng lộng để ra ngoài trời như thế này là không được nha đó thì mình để như thế thì con chim của mình sẽ từ từ nó hồi phục nhưng mà cái đó thì nó lâu hơn nha lâu hơn và nói chung là cái đó là chỉ có được 3 đến bốn mươi trăm là con chim mình nó sống thôi còn lại rất là khó ha thì à, khó là do là nếu mà kịp thời kịp lúc thì rất là nhanh còn không kịp á, thì nói chung là sẽ nó qua cái giờ vàng là nó sẽ chết cho nên là anh em chịu khó giúp mình làm nói chung là chơi chiêu mà mình không có nào mà mình rảnh rỗi mình ngồi như mình mình đi giáp vào mình mình dạo thôi nó mình xem mình kiểm tra còn anh em thì nó là cực cho nên là anh em chịu khó để dành tiền thí dụ sáng anh em ăn sáng 20 000 ngàn anh em để dành mười năm ngàn thôi thì anh em mua 15 ngàn anh em mua quá xôi anh em ăn là ok rồi còn 5 ngàn thì anh em để dành dài bữa anh em sẽ có được một chai thuốc chai thuốc mình bán hoặc là những anh em khác bán cũng vậy chỉ có 180 ngàn một chai thôi anh em tiếc làm gì khi mà dám bỏ tiền mua chim mà không dám bỏ khi 180 ngàn ra mua thuốc thì nếu phải là mua trên mạng khá là nhiều chỗ bán nhưng phải điên gì mình đâu cho nên là mua về và xài và cũng mình cũng thấy có nhiều anh em chia sẻ những cái cách gọi là cũng rất là đơn giản đó chính là mua cái vitamin C về đổ rồi hòa vô nước cho uống mình thấy cũng tỉnh á nhưng mà nhưng mà mình thấy nó cũng chỉ gọi là sát xuất thôi rồi một phần nữa nếu mà đối với chồng màu thì anh em sao ta anh em chơi cái trái quýt mà quýt dạng quýt thái nhỏ 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 chua chua anh em lấy cái đó anh em cho chồng màu ăn thì được còn mấy con chim kia thì đâu có ăn đâu à, cho nên là khó ha chỉ có trình cho chồng màu thôi rồi à, xong cái phần thuốc ha ngoài bệnh bình ở đó ha và liên quan đến cái phần nuôi chim sinh sản thì sợ mà nói đối với chim sinh sản thì anh em cũng biết mà rồi mình thì chỉ có chiên khú và lại chích trà lửa thôi còn riêng về dòng trồng màu thì hiện tại bây giờ anh em thấy người ta bán rất là nhiều về dòng trồng màu bạch và có anh em hỏi mình thì cũng tham khảo những anh em chơi chiên trồng màu rồi nhưng mà vẫn muốn hỏi ý kiến của mình thì thật sự nói đối với mình mình không chiên đó mình không dám khẳng định được và ở đây thì anh em ở bên kênh của mình chắc chắn là anh em sẽ có xem và làm chiên về trồng màu thì mình cũng rất là muốn anh em là chia sẻ với mình cái cách nếu mà mình nói có sai thì anh em có thể là góp ý giúp mình để cho cái bạn đó xem video của mình để có hỏi là nhìn thấy được cái góp ý của anh em về những con chim đó thì như thế này hiện tại bây giờ anh em cũng biết rồi là chim trồng ào bạch nó rất là nhiều và thậm chí mình phải nói là nó nhiều như là những con chim bổi bình thường luôn và anh em hỏi mình như thế này đó chính là người ta đang bán chim non nhưng mà không thấy chim bố mẹ họ lấy về thôi họ lấy về ví dụ giống như mình ở trại sinh sản rồi mình chia cho những anh em thương lái họ bán giờ thì họ nói như thế này đó chính là con chim này là con chim tố chất bố mẹ thi đấu ha à, bố mẹ thi đấu nha ha à, nói chung là có còn cái gì nữa bạn nó nó mình quên rồi. nói chung là cái từ chuyên môn gì à đấu vàng à đấu vàng à, chim có tố chất đấu vàng ha à, mà con chim non mà anh em nhìn tố chất đấu vàng thì thật sự mà nói là mình không biết <laughs> chỉ con chim mà nó mình chim non của mình á mình chỉ dám khẳng định với anh em là có thể tập để cho nó thi hoặc là chơi này kia nọ thôi chứ mình không bao giờ mình dám nói con chim con của mình là có tố cắt đấu vàng hay gì khi nọ nha tại chim con nằm trong nổ rồi nó ờ ừ, chim con đố đấu vàng và đặc biệt cái bố mẹ chim thi nha chỉ có con bố thi thôi con mẹ không thi đâu mọi người cho nên là anh em thấy những con chim nào mình nói chim mà mình sạn bố mẹ mình nói là cha chim thi con mẹ này thì có nết ok ngon lành đàng hoàng chứ không phải là nết thi ha <laughs> rồi anh em hỏi một câu nữa rất hay là thường những con chim như vậy nó sẽ theo tính nết của bố hay là mẹ mà người ta thường thường người ta nói là chó giống cha gà giống mẹ thì chim nó cũng như gà thôi nó cũng là da cầm thì nó tố chắc nó sẽ giống con mẹ thì tố chắc mà để đi thi, ha đứng vàng đứng cầu gì đó thì nó nằm ở đâu <laughs> cái đó là do cái quá trình tập luyện của anh em thôi chứ không có liên quan gì đến con chim đâu nha con chim nó sẽ mang gen của bố mẹ nó ở trong cơ thể nó rồi nó có bộc phát được hay không là do cái người nuôi giống y như anh em khoan một người có tố chắc là đam mê ca hát nhảy múa à, mà anh em cho nó ở dư học vẽ học uh, học đàn rồi à, học vẽ rồi đi học những cái linh ta lên tinh học sửa xe học rồi đó thì nó đâu có đâu có tố chắc để mà làm kia còn nếu mà người có học hội họa tự nhiên không anh em cho đi học hát học múa học nhảy đâu thì nó cũng đâu có bộc phát được cái cái khả năng của nó đâu. Đó, cho nên là con chim nó nó cũng như thế thôi. Tại sao những con chim mà mình nói anh em là có tố chất đi thi này kia nọ thì những con chim đó là mình có kè, kế những con chim lớn nó có tố chất như thế. Và đặc biệt cái những con là tụi nó có tố chất như vậy rồi á thì ba mẹ nó như thế thường chim con mình sẽ giật lên rất là nhanh. Nhưng mà cũng có con là mình sẽ giật lên nó sẽ không có được luôn. <laughs> cho nên là không thể nào mà khẳng định được, chỉ dám là ờ đảm bảo với anh em là cái gen nó như vậy còn những anh em mà con chim con mà anh em nói là có khả năng là đứng vàng đấu á tố chất đã vàng đấu thì thật sự mà nó mình không có nói mình biết được mọi người và anh em hỏi mình á về cái phần con trồng màu á gen á thì bố mày bông như vậy chim con ra mà ghép nhiều rồi sau này thì như thế nào thì thật sự mà nói mình thấy nó giờ như là đại trà rồi chả khác gì chim rừng đâu tại vì ghép con này ra con kia con kia ra con nọ cũng như nhau hết đó. đó là lý do vì sao mình không chơi cái dòng đó anh cho nên là anh em toàn anh em thấy không mình hơn một cái là mình bắt được một con và sau đó thì anh em nhờ mình bán ha mình bán cái dòng thôi chứ còn hồi xưa là anh em thấy mình đâu có chơi cái dòng đó đâu tự nhiên không có cái mình nấy thôi còn nhiều người thì nói mình bắt bỏ vô thì thật sự nói nếu mà anh em nào mà có cá tính mà dám bắt chim bỏ như như thế thì cho mình học hỏi cách để bỏ vào chứ nếu mà bỏ vô mà xảy một cái thì mắc cả chục triệu thì anh em có nghĩ coi có dám không <laughs> thì nói chung là cũng sẽ tùy cái thôi ừ, uhm, đặc biệt thì mỗi người sẽ có một ý thì nếu mà mình nói như vậy thì anh em có có thấy mình sai ở chỗ nào thì mong anh em chia sẻ giúp mình tại sao những con chim nhà mình phải không mình dám chỉ đích danh ừ con đó từng khi và con đó có tố chất này kia nọ và những con khác mình lại không nói như vậy <laughs> nhưng mà đặc biệt một cái đó, đúng thiệt, anh em nuôi chim sinh sản thì anh em sẽ phải lựa chim bố mẹ hay còn nếu mà anh em mua nuôi mình dạng nuôi chơi hay là kia nọ ghép để kiếm tiền hay kia nọ anh em thấy không mình ít khi nào mình lựa cho anh em những con chim mà anh em ghép mà mình lựa cho những con chim của bắp lắm mà kể cả những con bổi của mình bắt giờ cũng vậy mình bắt buộc là họ phải lựa những con chim nó ok trước đã rồi mình mới đem về cho nó nhiều khi anh em nói là mình bán rẻ đi thật sự nếu mà bán rẻ như vậy thì con chi đó mình lựa giờ thì tất nhiên nó cũng mắc hơn người ta rồi và nhiều khi như vậy mà anh em kêu mình bán rẻ thì mình bán rẻ như thế nào mình cũng không biết như thế nào luôn thì giờ anh em có chửi có la thì mình chấp nhận thôi chứ mình mình cũng không phải nào mà mình 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 sao ta <laughs> gọi là mình cố mình nói chung mình cố gắng mình làm tốt nhất cho anh em có hỏi thôi chứ mình mình không phải nào mình là ừ, giờ hôm nay mình bớt sức từng túi ra để mình bù đắp vô những cái đó thì tội cho mình và đặc biệt một cái hiện tại bây giờ anh em thấy là tình hình kinh tế rất là khó khăn không thời không chỉ riêng ai đâu cả cả mình bản thân mình ngày nào tháng nào cũng phải là tốn một mớ tiền để cho tụi nó ăn và mình cũng rất là muốn là chi ra cho được cho những con chiên của anh em chứ không phải là mình không muốn ra được nhiều nhiều anh em nhờ mình bán giùm lắm giờ kêu mình bán đại đi bán giá đó rồi cố gắng ra được giờ anh em kêu giá đó rồi mình kêu giá đó chứ giờ anh em khác họ hỏi rồi họ không mua rồi người ta tải giá rồi mà. Mình còn không chịu được thì làm sao rồi thậm chí anh em có một bạn hồng bữa gọi mình cũng như thế này cũng rất là vui bạn này như nhỏ mình tao bốn tuổi lận và bạn nó nói như thế này thì cũng chia sẻ anh em luôn cũng nói luôn để anh em không hiểu ha chứ mình thật sự nó là hỏi câu cũng rất là vui nói anh ơi à, em có một con lửa ừ, em gửi anh anh bán giùm em với nhưng mà anh trả tiền trước giùm em. <cười> <cười> em em kẹt lắm rồi anh ơi mà sợ mà nói <laughs> kêu bán giùm mà kêu mình trả tiền trước thì sợ mà nói là chẳng hà thôi anh ơi anh mua lại giùm em đi thì mình sẽ mua còn kêu mình bán giùm mà trả tiền trước thì thì mình thật sợ mà nói mà không 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 có dám mình bỏ tiền đó mình mua đâu tại vì con chim đó mình không biết nó như thế nào cũng chưa thấy gì hết chỉ gọi hỏi về ừ bà nói như thế luôn thì mình 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 sẵn sàng mình trả lời liền thật sợ mà nói là anh em không cảm giúp mình là mình không phải nào mình ứng tiền mình ra được tiền mình cũng phải đi mượn mẹ của mình để mình trả chi tiêu hàng tháng cho mấy con chim nữa rồi mỗi ngày là hai ba trăm ngàn tiền ăn rồi anh em tính một tháng bao nhiêu tiền cho nên là không phải nào mà mình dám bỏ tiền ra để mình mua về và cũng khá là nhiều anh em cũng gửi mình thì có một anh ảnh gửi mình một con hú cho bò múa cánh ôm cống đàng hoàng nhưng mà mình kia ảnh kêu mình mua anh bán rẻ lại thì thật sự nó là mình không có đủ điều kiện để mình mua thật nó sự nó con đó rất là hay mình mà nếu mà như khoảng chừng Cách cả tay 4 tháng dám mình dám khẳng định là mình sẽ mua trước tết trước tết thì mình sẽ mua còn sau này thì thật sự nói giờ ai cũng nghe hết ai cũng đuối cũng đấm cũng không phải nào mà 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 bắt được đâu mà cho nên là thật sự nói là anh em có gửi chim mình thì anh em không cảm giúp mình ở vấn đề này mình cũng rất muốn là bán được chim cho anh em để anh em có thể có tiền sẽ sợ đối với một con chim vài ba triệu á 1 2 triệu thì mình có thể là mình cố gắng để mình bắt về giống như con chim một triệu gửi của chú vậy đó thì chú kẹt dữ lắm rồi và mình biết được cái gia cảnh của chú cho nên mình mới bấm bụng để mình mua con chim đó về để cho chú có tiền chứ không thì vợ chú la chú cho nên là cũng rất là khó đó này phải không mình mua cũng phải cân nhắc mình khi đó là được đó mình cũng nói là mình hỗ trợ nên thêm năm trăm ngàn là con đó một triệu để em mua nữa à, mua giùm chú để cho chú vui Ờ à, rồi sau đó thì mình cũng mua luôn <laughs> giờ thì anh em con đó thì mình đã bỏ đúng một triệu gửi ra và anh em kêu mua là một triệu thì sợ nó mình không phải là mình bán được còn không thì mình đỡ mình chơi luôn chứ không có gì hết uhm... thì nói chung là thì mình có những cái mình chia sẻ như thế thì sợ mình nếu mà nó có nói sai có nói bậy gì mong anh em góp ý giúp mình để mình có thể là mình chia sẻ lại những cái sau nó sẽ ok hoàn hàng thiện hơn và những cái gọi là được làm tốt hơn à và nhớ À, ngày mai sẽ là mini game bắt đầu ha à, ngày mai là ngày mấy quên mất tiêu rồi. nhưng mà mình nhớ là ngày thứ tư đầu tháng đó à, cho nên là anh em nhớ đón xem cái video ngày mai để mình làm mini game về vấn đề gì ha thì thật sự nó mình cũng đang suy nghĩ tiếp còn không thì bắt đầu mình cũng sẽ như cũ thôi mình sẽ chọn người ra để mình trao quà thôi chứ cũng không có cái 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 gì hết ha cho nên là anh em đón chờ video ngày mai nữa nha thì nói chung là mình sẽ cố gắng mỗi ngày mình sẽ đều làm video đều đều À, cũng có khi mà những lúc bạn thì mình sẽ không phải nào làm video được cho nên mong anh em thông cảm bỏ qua giùm mình ha thì mặc dù mình biết á, thì có rất là nhiều anh em đồng hành luôn đồng hành cùng với mình video nào ra thì nên cũng xem hết á thì hiện tại mình đang bẫy chim ở đó thì video chắc mình sẽ đăng sau ha thì đã dính được một con rồi còn một con trống nữa thì đầu tiên á, là mình chỉ thấy con con trống thôi nhưng mà hồi sáng này thì bắt được con máy <laughs> cũng khá là chuyện lạ có thiệt luôn mình thấy con đóng bây giờ, giờ, mà sáng lại lụm con máy thì Rồi... thôi nói chung anh em xem chạy xem video đi chứ mình nói thì nó mắc hay ha mắc thú vị ha thì chủ yếu mình video đó chắc chắn là sẽ chiều nay mình sẽ đăng ha cho anh em xem cái con chim nó như nào và mình xem nó ra sao như thế nào luôn ha cho nó dễ ha giờ thì chắc muộn xin kết thúc video tại đây luôn ha chào tạm biệt tất mọi người nha hẹn mọi người sau ha